Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Ròm Vlog nha. Thì cả nhà, thì hôm nay mình chuẩn bị một dĩa cơm thịt vịt quay cả nhà. Thì hôm nay mình chuẩn bị một dĩa cơm để cúng cho cháu Thanh Tâm nha cả nhà. Thì hiện bây giờ thì cháu vẫn đang ở dưới cái nhà bếp của mình. Chiều Thanh Tâm à, Thanh Tâm ơi, Thanh Tâm ơi, con có trong đó không? Không thấy. Tâm ơi, Thanh Tâm, hôm nay chú cúng cơm cho con nè. Không thấy. Ok cả nhà, thì Nguyên Ròm cũng đã cúng xong rồi. Thì chắc có lẽ Nguyên Ròm xin phép rời khỏi camera để xem coi cháu Thanh Tâm có đến dùng cơm hay không nha cả nhà. Lâm ơi, chú chào con nha. Con chào chú. Ủa, sao hôm nay con mặc đồ cũ? Hôm trước chú có đốt bộ đồ mới cho con mà. Hôm bữa con chơi bị mấy dòng khác lấy đồ, bị mấy dòng khác ăn hiếp nữa. Vậy hả con? Vậy là con bị mấy cái vong khác nó lấy quần áo con hết trơn hả? Dạ. Giờ con mặc đồ cũ. Thôi vậy đi, không mấy vậy nè. Để lần sau chắc có lẽ chú sẽ làm phép để đưa con vào trong một cái bình, thì ở trong đó cho nó an toàn, không có mấy cái vong khác ăn hiếp con nữa nha. Dạ. Thì bây giờ chú chào con nha. Con chào chú. Thì cả nhà, thì hiện giờ thì bé đã biến mất rồi cả nhà. Thì cả nhà, thì mình vừa nghe cháu, thì cháu nói cháu ra chơi thì bị những cái vong khác giành giật hết quần áo rồi, cho nên cháu vẫn hiện bây giờ cháu lại mặc lại cái bộ đồ cũ đó. Và cháu còn nói là có những cái vong khác ở bên ngoài ăn hiếp cháu luôn cả nhà. Thì cả nhà, thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Ròm cũng xin khép video lại. Thì lần sau Nguyên Ròm đến thì Nguyên Ròm sẽ dùng hồ lô để thu cái vong của cháu vào bình luôn nha cả nhà. Thì nếu mà quý cô chú có yêu quý kênh của Nguyên Ròm thì cả nhà hãy đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của Nguyên Ròm nha. Chào cả nhà.